Xin chào tất cả các bạn, mình là thầy Tuệ Minh đến từ Học viện Phong thủy Nam Việt. Ngày hôm nay mình lại đến với các bạn bài học tiếp theo của bộ môn kinh dịch. Trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn ý nghĩa của quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Đại Hữu là khoan giả, là cả có nhiều, thông dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dày, chiếu sáng lớn, là tường kim ngọc mãn đường chi tường, tức là tường vàng bạc đầy nhà, bạn hữu nhiều, có số nhiều. Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu gồm quẻ ly, hỏa như mặt trời soi chiếu vạn vật, là biểu tượng của thiên mệnh được lòng người. Quẻ tên là Đại Hữu chỉ hết tất cả mọi người, nghĩa rộng lớn của nó là lớn, giàu có. Đại Hữu là giúp đỡ lẫn nhau, là khiêm tốn cùng người hợp tác thì mọi người mới có thể là quý thuận. Quẻ ngoài là ly, là mỹ lệ, lại là thái dương. Quẻ nội là càn, là châu báu, là trời. Có thể hiểu thành ý nghĩa của nó là rất nhiều mỹ lệ châu báu, cũng có thể lý giải là mặt trời dương quang phổ chiếu. Cho nên cổ nhân mới nói Đại Hữu là rộng lượng, là khoan dung, lại là rất giàu có, là ân trạch tứ phương. Quẻ Đại Hữu cũng có nghĩa là ngập tràn, tràn đầy. Quẻ càn ở trong nhà là được quẻ ly. Đó là hình ảnh của vàng bạc, châu báu, ngọc ngà quá nhiều, vân vân. Nên có nhiều, số nhiều, cả có, nhiều thứ, dư thừa, đại phú gia, tiền bạc dồi dào, lắm của, dư giả, rất nhiều. Đây là tường kim ngọc, mãn đường chi tường, tức là tường vàng bạc đầy nhà, là tường của phú ông, đại tư bản, phú quý, ngân hàng, tiền bạc, vân vân. Dương khí ở bên trong tràn đầy, dồi dào, sung mãn, cương kiện, khỏe càng, đủ và thừa sức lan tỏa ra tận bên ngoài là quẻ ly. Ánh sáng trí tuệ lan tỏa ra bên ngoài, quẻ ly. Đây là hình ảnh của người đầy sung mãn, sung túc, tráng kiện, giàu trí tuệ. Khi ý kiến, tức là quẻ càng, được lan tỏa ra bên ngoài là quẻ ly, là được mãn nguyện, thỏa mãn, thông dong, thoải mái. Sự tinh túy bên trong là quẻ càng, tỏa sáng ra bên ngoài là quẻ ly. Đây là hình ảnh của sự thông minh, tài giỏi, tài năng, tài đức, toàn tài như ánh sáng mặt trời. Như vậy các bạn có thể thấy rằng là quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu là một trong những quẻ rất đẹp trong kinh dịch. Mặc dù vậy thì các bạn cần phải lưu ý rằng là không phải ai cũng sử dụng được quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu này. Muốn được sử dụng được cái quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu này thì thường là phải là những người thuần càn mới có thể sử dụng được. Tức là những người phải có đầy đủ tài, đầy đủ đức, đầy đủ trí thì lúc đó mới có thể sử dụng được. Hoặc là những người mà có cái căn, cái gốc mà vững thì mới sử dụng được cái quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu này. Chính vì vậy mà mình lưu ý với các bạn là có nhiều bạn chúng ta học về 64 quẻ dịch mà các bạn mà chúng ta không hiểu rõ nó, chúng ta chỉ hiểu được cái vẻ bên nổi bên ngoài của nó. Ví dụ như là tường Đại Hữu là kim ngọc mãn đường chi tường, là tường vàng bạc đầy nhà, là tường của thông minh tài giỏi, thì các bạn lại thích cái quẻ này và các bạn sử dụng quẻ này. Đặc biệt là ví dụ trong số điện thoại thì các bạn thấy rằng là các bạn cũng không thể thành công được, thậm chí nhiều người còn có thất bại nặng nề hơn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái quẻ dịch ấy, thì chúng ta cần phải hiểu rõ được ý nghĩa của nó và xem thử mình có sử dụng được nó, đủ khả năng sử dụng được nó hay không thì chúng ta mới sử dụng. Còn nếu như mà các bạn chỉ nhìn cái ý nghĩa bên ngoài, bên nổi và các bạn sử dụng thì các bạn dẫn đến thất bại, thì các bạn lúc đó các bạn lại nói ngược lại rằng là quẻ dịch nó không có ứng nghiệm, nó không có đúng như các bạn. Vì vậy các bạn khi mà các bạn tìm hiểu ý nghĩa của 64 quẻ dịch, các bạn cũng nên hiểu rõ cái đa chiều của nó, tức là những cái ý nghĩa về cả tích cực, cả tiêu cực, cũng như là làm sao để mà sử dụng được tường của các quẻ dịch đó, thì như vậy nó mới hợp lý. Vài hình ảnh và ứng dụng của tường Hỏa Thiên Đại Hữu. Hỏa Thiên Đại Hữu là hình ảnh mặt trời của bầu trời chiếu sáng khắp cùng, nói lên sự rộng lớn bao la vô cùng. Đó là đức bao dung của trời đất, của tạo hóa. Đại Hữu là đức bao dung rộng lớn vô cùng của trời đất. Nếu trời đất không có lý đức của Đại Hữu thì làm sao trời đất bao dung nổi muôn loài? Nếu không có đạo lý của Đại Hữu thì không có đạo lý bao dung, thì làm sao sư khiến được cha mẹ bao dung với con cái, vợ chồng bao dung lẫn nhau? Làm sao có tính từ bi hỷ xả? Làm sao có đức tính bác ái? Rõ ràng không có đạo của Đại Hữu thì chẳng có Chúa, chẳng có Phật gì cả. Trời là đại tham, tức là Đại Hữu. Tất cả vô hình, hữu hình đều là của trời, của Chúa, của Phật. Nhờ ôm ấp cái đạo tham lam, tức là đạo của Đại Hữu ấy mà chúng ta tha hồ tham. Tham lòng thánh, tham lòng vua, tham ăn, tham quyền, tham tình, tham tiền, tham của cải, ngọc ngà, châu báu, tham tu, tham học,
tham sống sợ chết, tham sống mãi mãi. Lòng đại tham tức là đại hữu, từ nó dẫn dắt con người tham tình, tham danh, tham lợi, tham làm tiên thánh, trở thành kém tài năng chỉ khí. Tức là lúc này quẻ đại hữu là ở thể suy kiệt, mất nhân phẩm, mất phẩm giá, là đại hữu suy hạm. Vũ trụ có nhiều thứ, muôn loài vạn vật, cái rộng lớn bao la nhất đó là khoảng không bầu trời. Khi chúng ta diễn tả một điều gì đó rộng lớn bao la quá thì ta hay nói là trời, là biển. Nhờ có đại hữu nên không gian có đa chiều, thời gian vô tận, muôn vật, muôn loài, mỗi loài thì có sắc thái riêng, có đa sắc. Nhờ có lý của đại hữu mà loài người chúng ta có muôn hình vạn vẻ, có đa chủng tộc, đa sắc tộc. Các ngành nghề ứng với quẻ đại hữu đó là các ngành nghề liên quan đến ngân hàng, tiền bạc, kho bạc, vàng bạc, châu báu, ngọc ngà. Các ngành liên quan đến ánh sáng như là bóng đèn, chiếu sáng, điện quang, vân vân. Các ngành trí tuệ, chất xám, sáng kiến, tài trí. Về tâm tính, nhờ đức của đại hữu mới có tấm lòng bao dung, đại lượng, đại từ bi, tấm lòng bao dung rộng lớn, vị tha, tha thứ, có lòng cao thượng, mặt ái, tầm nhìn bao quát rộng lớn, đa chiều, đa đoan, vân vân. Nhiều tham vọng, nhiều tham lam, tham tiền, tham vàng ngọc, tham tình, tham danh, tham hiểu biết, tham kiến thức. Tất cả các loại tham đều là quẻ đại hữu. Bởi lý của đại hữu nên lòng người mới tham đủ thứ. Thời của đại hữu, đại hữu là thời có nhiều vàng bạc của cải, thời của ánh sáng chế ngự bóng đêm, thời của tấm lòng đại lượng bao la bác ái. Đại hữu là thời của có nhiều đa phương, đa sắc, đa dạng, đa tình, đa cảm, đa năng, đa khoa, đa phương tiện, đa sắc tộc, đa văn hóa, là thời của nhiều chuyện, nhiều thứ, thời hỗn độn phức tạp, thời của rộng lớn, sáng sủa, là thời của bán vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, cao lương mỹ vị, vật dụng sang trọng, đèn trang trí, đồ dùng cao cấp, vân vân. Vay ngân hàng thì có lời, tìm đến tư bản để hợp tác, là thời tìm cố vấn để học rộng, tài cao đức trọng. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn ý nghĩa của quẻ Hỏa Thiên đại hữu. Ngày hôm nay bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.